Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái máy cắt xốp. Thế này là nguyên lý, các bạn phải làm một cái chữ L, xong các bạn kéo cái sợi dây này nhé. Thì cái dây men so này chúng ta lấy ở trong cái đơn giản nhất là chúng ta lấy ở trong cái máy sấy tóc ấy. Thì cái này là 12V, biến áp 12V tầm 2A là tốt nhất, 2A ấy nhá. Dây đồng nó phải to to tí. Cái này biến áp 1,5A, dây hơi nhỏ. Các bạn này thiết kế cho là cái dây may so 25cm, khoảng đấy là ok. Xong các bạn ở cái đầu sơ cấp này 220V này. Chà rồi, ở cái đầu sơ cấp này 220V thì các bạn lắp nối tiếp một cái chiết áp đèn này. Cái chiết áp đèn này chiết áp chỉnh độ sáng tối của đèn đấy. Thế thôi. Nếu mà các bạn không lắp cái chiết áp này ấy, thì các bạn không để chỉnh được cái độ nóng của nó sẽ rất là đỏ, chóng đứt dây. Các bạn chỉnh sao cho cắt được thôi. Thì bây giờ mình sẽ cắm điện cho các bạn xem này. Đây mình thử cái xốp này nhá. Mình cắm điện này. Đấy, các bạn nhìn này, nó cắt rất là ngon này. Đó. Đây là nó vẫn cảm giác vẫn chưa đủ nhiệt, bây giờ mình sẽ tăng lên một tí. Đó, mình quay các bạn xem nhá. Rồi mình sẽ cắt xốp này. Đấy, đi rất là tốt. Các bạn đừng có vặn nhiệt cao lên gì, nó sẽ nóng rất là đỏ. Đấy. Rồi mình vặn thêm một chút nữa nhá thì nó sẽ cắt tốt hơn. Này mình cứ chỉnh thôi. Đấy, mình dừng clip ở đây nhé. Chúc các bạn thành công nhé.